TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 25 tháng 3. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 25 tháng 3 năm 1867 là ngày sinh của Gustav Berlin. Ông là nhà điêu khắc người Mỹ, là người thiết kế núi Rushmore. Cũng vào ngày này năm 1937 là ngày sinh của doanh nhân người Mỹ Tom Monaghan. Ông là người thành lập hãng Domino Pizza. Sir Edgerton, ông sinh ngày 25 tháng 3 năm 1947. Ông là nhạc công dương cầm, là ca sĩ và nhà soạn nhạc người Anh. Trong sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, Edgerton đã bán hơn 300 triệu đĩa nhạc, giúp ông trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Ông là chủ nhân của 5 giải Grammy, 5 giải Brit, 1 giải Oscar, 1 giải Quả Cầu Vàng, 1 giải Tony, 1 giải Disney Legend và Kennedy Center Honor năm 2004. Nữ diễn viên người Hồng Kông Carrie Lam, cô sinh ngày 25 tháng 3 năm 1980. Cũng vào ngày này năm 2000 là ngày sinh của Jadon Sancho. Anh là cầu thủ bóng đá người Anh gốc Trinidad và Tobago, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ ngoại hạng Anh Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Anh. Ngày mất của ai? Ngày 25 tháng 3 năm 1857 là ngày mất của William Colgate. Ông là doanh nhân người Mỹ gốc Anh và cũng là một nhà từ thiện. Ông là người thành lập Colgate Palmolive. Sự kiện: vào ngày này năm 1655, nhà khoa học người Hà Lan Christian Huygens phát hiện ra vệ tinh Titan, vệ tinh lớn nhất của thổ tinh. Nước Hy Lạp tuyên bố trở thành một nước cộng hòa kể từ ngày 25 tháng 3 năm 1924. Ngày 25 tháng 3 năm 1996 cũng là ngày Ủy ban về thuốc thú y của Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu thịt bò từ nước Anh và những sản phẩm phụ của nó vì bệnh bò điên. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.